Nhà Kỳ xin chào quý vị và các bạn. Huế dù là mùa nào trong năm cũng luôn mang đến những cảm nhận thật đẹp trong lòng của du khách gần xa. Dù chọn gắn bó về Huế lâu dài hay chỉ mới biết đến Huế vài ngày, thì những người bạn nước ngoài luôn có cho mình những ký ức thật đẹp khi sống cùng Huế. Con người, ẩm thực, những không gian văn hóa đẹp hay những ngày hè rực rỡ chính là điều vô cùng tuyệt vời trong lòng cô gái trẻ người Pháp Sarah Sonkaya trong 7 ngày thăm Huế. Kỹ sư chân dung Huế Đức và Người ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem mùa hè của Huế xinh đẹp như thế nào trong mắt của cô gái trẻ Sarah. Bonjour. Hello. Xin chào. So my name is Sarah Sonkaya. I'm 23 years old and I'm from France, Paris. Currently, I'm a student. When I first came in Huế, I was really impressed by the nature. It's really green, but also there is many things to see, visit, and experience here. Ba tuổi, Sarah Sonkaya là một cô gái năng động, thích khám phá thế giới. Sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ở nước Pháp, Sarah đã từng sống ở Lyon và hiện tại đang sống và học ngành quan hệ quốc tế ở thủ đô Paris. Dù còn khá trẻ, nhưng Sarah đang là cố vấn cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Cô gái này đã dành thời gian du lịch rất nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Đức, Thụy Sĩ, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 4 năm nay, Sarah lần đầu tiên đặt chân đến Đông Nam Á. Cô gái trẻ đã có 2 tháng khám phá Thái Lan và Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á thứ 2 cô muốn ghé thăm theo lời mời của một người bạn. Những ngày hè ngắn ngủi ở Huế góp thêm năng lượng tích cực trong hành trình khám phá thế giới của cô gái nhỏ. So before coming to Huế, I was in Thailand and I decided to come visit my friend for the last week, for my last week in Asia. So when I came here, I did many different experiences. It was really interesting to do diverse activities. So I went surfing and here I met many friends, many nice people. Là một cô gái năng động, thích khám phá, đối với Sarah, buổi sáng mùa hè xứ Huế có điều gì đó rất đặc biệt. Vừa lãng mạn nên thơ, vừa mang lại nguồn năng lượng tuyệt vời. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng dạo chơi Huế với Sarah để ngắm nhìn xem buổi sáng xứ Huế có điều gì thu hút đến như vậy. Sớm mai mùa hè trên sông Hương, cây cỏ vừa thức dậy đón bình minh, cả một vùng thiên nhiên thơ mộng cùng chào đón một ngày mới tinh khôi. Vận động, hít thở không khí trong lành, hòa mình với thiên nhiên xanh và thảnh thơi ngắm sông Hương, ngắm Huế trong những buổi sáng mát dịu đang dần là thói quen, là sở thích của nhiều bạn trẻ trong thành phố. Bọn mình thì cũng là tập trung lại với nhau, làm thành một nhóm. Thì để vừa chia sẻ cái thú chơi này và là cũng là bộ môn thể thao mình muốn truyền tải đến mọi người, nó rất là tốt cho sức khỏe, chèo súp, nó hoạt động tất cả các cơ bắp trên cơ thể mình. Sau đó mình cũng muốn quảng bá cái thương hiệu của Huế mình tới Huế, không những là những danh lam thắng cảnh mà tới Huế cũng còn nhiều cái trải nghiệm mới lạ cho du khách. Có thể là sáng nay cũng có nhiều vị khách quốc tế, người ta cũng là chèo để trải nghiệm trên sông Hương. Trước cái chùa Thiên Mụ thì có rất là nhiều cái view rất là đẹp. Người ta mong muốn thì để khám phá từ dưới nước lên trên bộ, cũng như dưới trên bộ xuống dưới nước, và có thể trung hòa với nhau. Không, Huế không phải là đơn thuần là chỉ trầm tư vào những cái di tích lịch sử hoặc là những cái đền đài, chùa chiền. Dạ, ở Huế thì cũng là có nhiều bộ môn để thích thú hơn. Với cô gái nước Pháp Sarah, cảm giác thức dậy ở một thành phố xa lạ, hít thở không khí trong lành và chơi một môn thể thao dưới nước trong những ngày mùa hè là vô cùng tuyệt vời. Trời,
mây, sông nước, không khí dịu ngọt của buổi sớm mai mang một màu sắc riêng, khiến Sarah cảm thấy thật may mắn khi được trải nghiệm. I think here people wake up really early compared to where I'm from. But I think it's really nice because in the morning it's still fresh and you can see the sun rising and the nature coming to life, the city, all the people. The perfume river in the morning was really calm compared to in the day with lot of traffic jam. And with the sun rising, the scenery was beautiful. And again, all the nature around it makes it a really pleasant place. Quý vị và các bạn thân mến, thói quen của Sarah khi đến bất kỳ quốc gia nào đó chính là khám phá ẩm thực và thói quen ăn uống của người dân địa phương. Vậy thì đến Huế, Sarah đã đi đâu và ăn những món gì? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem. Đến Huế, Sarah khá bất ngờ với những món ăn, thức uống đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là kinh đô ẩm thực. Cô gái Pháp thích thú khi ghé qua một không gian cà phê khá dễ thương, nơi có thể cảm nhận một nét Huế nhẹ nhàng, vintage. Tìm hiểu và thưởng thức món bánh màu Pháp Lam, một loại bánh có xuất xứ từ ẩm thực cung đình Huế. Khám phá sự độc đáo của trà sen cũng như cách pha trà sen của người Huế. Những trải nghiệm hết sức thú vị chỉ có ở Huế, Việt Nam, cô gái nước Pháp mới có được. Dù không có nhiều thời gian để ghé qua những không gian cà phê khác, nhưng Sarah đã có thêm những điều mới mẻ trong chuyến đi khám phá Huế lần này. When we went to the coffee, it was really interesting to learn more about all the objects here, the way they are making tea and the special objects and sweets. My friend told me a lot about what was around us. So I understand more the culture. Huế từ lâu là thành phố của rất nhiều món ăn hấp dẫn. Đến bất kỳ đâu, bạn đều dễ dàng tìm được những món ăn khoái khẩu. Đến Huế, Sarah cũng rất hào hứng với thức ăn đường phố. Đó là những món bình dân bán ven đường, nhưng rất hấp dẫn. Mỗi món ăn đều có cách chế biến và hương vị riêng. Cảm nhận niềm vui từ nhịp sống của những người buôn bán bình thường. Khám phá những cách chế biến thức ăn đơn giản mà quyến rũ. Đó chính là điều cuốn hút nhất khi chọn những món ăn giá rẻ ở các quán ăn nhỏ trong thành phố. So this is the kind of local experience I really appreciate. My friends told me this is what people here are used to do, used to eat in the morning, this kind of place. And is very different from France, and it was delicious, so really interesting. Huế nổi tiếng với nhiều di tích thắng cảnh và như những du khách khác, Sarah đã yêu thành phố này ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến. Dù chỉ sống ở Huế 7 ngày, nhưng cô bạn người Pháp đã tranh thủ khám thú nhiều nơi. Một điểm đến với những người bạn Huế là những kỷ niệm đẹp trong lòng của Sarah. I visited so many, many different places. I can't count them, and many diverse things. Some areas are really city-like, but some others area are really calm,
nature and away from all the traffic jam. So very different places. I saw temples, pagoda, rivers, the city with the buildings. So many different things, diversity. And I find it very interesting. All of this with the nature always around everything, very green. People were really, really welcoming to me, really friendly. They were eager to show me around, and it was really nice for me. I didn't feel alone in this trip. Với cô gái đến từ thủ đô Paris, nước Pháp, mỗi vùng đất đi qua, mỗi nét văn hóa cảm nhận được đều làm giàu thêm vốn hiểu biết và cả những cảm xúc đẹp trong hành trình khám phá thế giới của mình. Thăm ngôi chùa nổi tiếng xứ Huế, Sarah có thể cảm nhận và lắng sâu hơn một nét văn hóa Á Đông. Hiểu rõ hơn về một vùng đất được mệnh danh là xứ Thiền Kinh, nơi những ngôi chùa và nếp tu học đã trở nên gần gũi, quen thuộc. So the pagoda was really calm. I really appreciated the atmosphere there, with the water, the monks. It was a bit away from the city and it creates a really special place with a calm atmosphere, and you can hear the nature, and it really puts you in a different mood. I really appreciated the historical places, also because there is always lots of nature around, and the buildings are really, really beautiful and Asian ancient style, which I never saw before. It was my first time seeing this kind of monuments, and all the history around it makes it very special and interesting. Mình cũng mới biết Sarah được một vài ngày trở lại đây thôi. Thì chỉ tiếp xúc trong một vài ngày thì mình cũng cảm thấy bạn là một con người rất là vui vẻ, năng động và hòa đồng. Bạn là một con người đam mê về tìm hiểu cái nền văn hóa mới và lạ. Đặc biệt bạn thỉnh thoảng thì mình nói với bạn bằng tiếng Việt thì bạn cũng rất là quan tâm về cái ngôn ngữ văn hóa. Bạn hỏi mình rất là nhiều câu về văn hóa của Huế, về lịch sử của Huế. Thì đó là một điều mình cảm thấy là rất là thích thú ở bạn. Trong vòng một tuần vừa rồi thì mình cũng đã cố gắng giới thiệu cho bạn càng nhiều cái thứ đặc trưng của Huế càng tốt. Thì từ những cái di tích lịch sử như là đài nồi, lăng các vua chúa, cho đến là ẩm thực Huế, các loại bánh, các loại chè, rồi đến cuộc sống, mình cũng dẫn bạn đi cà phê, đi trò chuyện với các bạn của mình để bạn có thể thấy được là giới trẻ Việt Nam, người Việt Nam rất là thân thiện và rất là luôn luôn mở lòng mình với các bạn nước ngoài. Và thông qua những cái điều đó thì mình mong muốn là Sarah sẽ có cái nhìn rất là tốt về con người Huế, về đất nước Việt Nam, và sẽ mang những cái điều đó để mà thể hiện với những người bạn của mình. Huế xứng đáng được gọi tên là thành phố xanh. Thật khó để nói nơi nào Huế xanh nhất và đẹp nhất. Chỉ có thể cảm nhận màu xanh đã làm cho thành phố Huế trở nên mộng mơ và đáng nhớ hơn. Đi giữa thiên nhiên cũng như những người bạn Huế, Sarah có thể cảm nhận vẻ đẹp êm đềm và bình yên. Đó là điều tuyệt vời nhất, không dễ tìm thấy ở nhiều đô thị lớn trên thế giới trong thời đại số này. When we went to the mountain, the scenery with the sun setting was amazing. We had a great time there. We painted the scenery and with friends. So it was, I had a lot of fun. Huế luôn là thành phố hấp dẫn với những ai yêu thích cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản, yêu những trầm tích xưa cũ nhưng vô cùng riêng biệt, những không gian Huế đẹp,
những buổi chiều mùa hè rạm nắng trên đồi cao bên sông Hương. Tất cả đều sẽ trở thành những điều quý giá và đáng nhớ với những người bạn nước ngoài khi ghé thăm Huế. Và Sarah cũng không phải là ngoại lệ. Mình được biết Sarah là có một buổi đi chơi với các bạn, và trong đó là có Sarah đi cùng. Và khi quen biết Sarah thì mình cảm thấy rất là vui vì mình được thấy Huế từ góc nhìn của một bạn nước ngoài. Và cho mình thấy được là Huế mình là rất là xinh đẹp, nhưng nó được khi thấy được sự hào hứng của bạn. Mình ấn tượng là Sarah là rất là tò mò về mọi thứ, và kiểu là mọi thứ đều làm Sarah là vui vẻ. Huế là thành phố quê hương, và khi mà thấy một người nước ngoài yêu thích thành phố mình như vậy thì cảm thấy rất là vui. I knew only the city name, like I heard about Huế, but I learned a lot here about history, about the country, about the culture. It was really interesting. I really recommend people coming here because there are so many different things to do and visit and see. And I think there is a lot of cultural, and it's a real strength for the city. So I would like to thank the program for inviting me to share my experience with you, and I really hope to come back here soon. I would also like to thank very much the people who were really welcoming to me, and I really liked my experience here, even though it was only 1 week. So I will come back very soon. À bientôt, au revoir, and see you again very soon. Tạm biệt. Xinh đẹp, nhẹ nhàng, cổ kính và hiện đại. Dù chỉ có 7 ngày sống ở Huế nhưng cũng đủ để Sarah vui vẻ vì những trải nghiệm mà cô có được. Những khoảnh khắc mộc mạc nhưng vô cùng hấp dẫn, đủ để Sarah cảm thấy yêu quý và muốn quay trở lại với thành phố giàu di sản và văn hóa này. Kỹ sư Kim Dung Huế Đất và Người đến đây cũng xin được khép lại. Nhà Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.